Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Học Viện IT. Năm mới đã đến gần, có lẽ là những cái bạn nào quê ở xa ấy, có thể là sẽ di chuyển về quê sớm. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào mà bỏ gác lại toàn bộ những công việc được, đúng không? Thì trong những cái lúc mà chúng ta di chuyển xa như vậy để làm việc với đồng nghiệp, chúng ta sẽ phải làm việc online cũng như remote. Thì trong video ngày hôm nay, Học Viện IT sẽ chia sẻ tới các bạn một vài cái phần mềm giúp chúng ta có thể làm việc từ xa nhé. Đầu tiên về cái lợi ích của các cái ứng dụng của các phần mềm mà giúp chúng ta làm việc từ xa như này ấy, nó sẽ là tiện lợi hơn cũng như là giúp chúng ta trao đổi tài liệu nó dễ dàng hơn, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong cái quá trình mà làm việc khi mà không ở cạnh nhau cũng như là không thể trao đổi trực tiếp được với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ đến một cái phần mềm mà có lẽ là các bạn rất là quen thuộc rồi, đó chính là Google Meet. Thì với Google Meet nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều từ cái việc mà họp online cũng như học tập online. Chúng ta có thể nhìn được hình ảnh của nhau, trao đổi nó dễ dàng hơn. Thì là cài được cái phần mềm này ấy, đầu tiên các bạn sẽ phải cài đặt cho mình cái tiện ích là Google Meet Edition. Các bạn có thể truy cập vào cái trang tiện ích của Google Meet này. Sau đó các bạn nhấp vào thêm vào cái Google Chrome của chúng ta và xác nhận thêm tiện ích. Nó sẽ thêm trực tiếp các cái tiện ích này vào trong cái Google Chrome của chúng ta, vào cái trình duyệt của chúng ta ấy. Bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần mở tiện ích ở cái góc bên phải màn hình và sử dụng nó thôi. Sau khi các bạn chọn các biểu tượng tiện ích này trên một cái thanh ấy, nó sẽ hiển thị lên và bắt đầu sử dụng Google Meet. Các bạn chỉ cần đăng nhập cũng như nhập cái tài khoản Google của chúng ta vào. Ngoài việc các bạn có thể tích hợp vào cái trình duyệt chúng ta, các bạn cũng có thể lên cái cửa hàng Microsoft Store này, các bạn tải cái Google Meet về. Nó sẽ tương tự như cái trình duyệt thôi, nó không quá là nhiều cái sự khác biệt. Các bạn chỉ cần nhấn cài đặt và sau đó các bạn có thể là sử dụng một cách bình thường. Với cái phần mềm thứ hai mà Học Viện IT muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái Google Hangout. Thì với các cái phần mềm này ấy, nó sẽ giúp chúng ta chủ yếu là để có thể là gọi điện cũng như họp online thôi. Còn về việc chia sẻ tài liệu ấy, thì nó cũng rất là tiện. Tuy nhiên thì nó sẽ liên kết sang một cái phần mềm cũng như là một cái tiện ích khác. Thì với cái Hangout này thì các bạn có thể cài trực tiếp trên điện thoại này, cài trực tiếp trên máy tính, giúp chúng ta có thể luân chuyển giữa các thiết bị cực kỳ là nhanh chóng và tiện lợi. Thì với máy tính các bạn chỉ cần lên cái cửa hàng hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái Google và tìm kiếm là Google Hangout và thêm tiện ích nó vào, hoặc các bạn cũng có thể tải các phần mềm về. Còn với điện thoại ấy, đơn giản thôi, các bạn lên CH Play, tìm kiếm cho mình cái Google Hangout này và cài nó về điện thoại. Khi các bạn đăng nhập cùng một cái tài khoản trên cái phần mềm này ấy, khi mà có một bất cứ một cuộc gọi nào hay là bất cứ một cái thông báo nào, nó sẽ hiển thị trên toàn bộ những cái thiết bị như là máy tính và điện thoại chúng ta. Ví dụ như khi các bạn không bật máy tính đi, các bạn cầm điện thoại, nó cũng sẽ thông báo về điện thoại cho chúng ta. Và khi các bạn sử dụng máy tính ý, thì nó sẽ cũng thông báo trên cái máy tính, giúp chúng ta tiện lợi cũng như là kiểm soát cái quản lý công việc nó dễ dàng hơn. Còn sau khi các bạn mà không muốn các cái sử dụng các phần mềm này nữa, các bạn muốn gỡ đi cho nó đỡ nặng máy hoặc là các bạn gỡ đi cho nó đỡ đầy bộ nhớ, thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục truy cập vào cái trang web chúng ta, vào trong cái mục tiện ích này và chọn remove nó đi là nó đã có thể gỡ được rồi. Tuy nhiên thì các cái tiện ích cũng như các phần mềm này gần như là nó sẽ không chiếm bất cứ một cái phần dung lượng tài nguyên gì của chúng ta, nó cực kỳ là ít thôi, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm giữ lại nó để có thể làm việc cực kỳ hiệu quả nhé. Và trên đây thì là những cái chia sẻ của Học Viện IT từ các bạn về một vài cái phần mềm giúp chúng ta có thể học tập online cũng như là làm việc được từ xa với nhau. Hy vọng là với những chia sẻ trên, chúng mình sẽ giúp các bạn có một cái kỳ nghỉ Tết nó yên ấm hơn nhé. Hy vọng là công việc sẽ không đổ dồn đến chúng ta vào những cái dịp lễ Tết như này. Và nếu các bạn cảm thấy hữu ích ý, thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.